Chắc vì Được, đấy. ok. Vừa nãy là vì mình đang like chúng nó thâm nhập vào cái tài khoản của mình ấy. Thấy chưa? Xong nó phá luôn ấy. May quá mình từ ba cái trò này mình chưa biết ấy, mình phải vào bảo cái thằng trung mập nhà nó gần đây nó chạy sang. Nó lấy Vâng. lại tài khoản và mình Nhưng ấy mà ấy giỏi, lại. trung học chắc Ừ. trung học chắc có giỏi. Ừ, thì nó ấy về giỏi về vi tính mà Chắc là nó lấy lại chứ bị không xâm nhập mình chịu chết. Đúng rồi, nó không phải nó thâm nhập tài rồi. khoản chứ không phải là bọn bọn Facebook nó báo cáo. Đúng rồi. Đó. Thành công rồi cũng Đúng rồi. ừ. Em lúc đấy em cũng vừa đi về đang xem anh thì thấy như anh rớt em không hiểu sao. Đúng rồi, chứ Mọi người nó xôn không xao phải rằng các trang khác của anh phải Bằng tự nhiên bị rớt mạng. Chắc bị bốc là... nghe xong rồi xâm nhập không, vào. cái này là do bọn 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 ba que ấy. Bây giờ nó tức mình mà lâu rồi nhưng lần này sao nó thâm nhập được cái tài khoản nó ấy luôn đấy, chứ còn Vâng. thực tế là cái Em tài nhưng mà khoản mình là cái tài khoản tên thật người thật giấy khai sinh nọ kia lung tung nó thật thật hết nhưng mà làm sao nó thâm nhập vào được, cũng may quá có nhờ là trung mập chứ nó không thì tạo mình chịu chết. cái tại địa chỉ Gmail hoặc ấy là báo cáo là nó làm đầy đủ mà có gì đâu anh, Ờ thì nhưng mà mình chắc làm của đầy anh đủ là tên bị thật người thật nó mà. Ừ. của anh là bị nó ghét rồi, ba que nó ghét rồi, không làm được gì nó ghét rồi. Em Khổ thấy ba quá que nó nói này, thứ nhất là những ông thứ nhất là những ông dư luận viên, thứ hai là 19 bộ bộ chính trị và 400 bao nhiêu ông coi như đại biểu quốc hội đấy, là những cái thành phần mà nó phải chống đối đầu tiên. Thế là anh mình giờ có giá, anh mình từ giờ có giá, làm cho ba que nó sợ. Điều đấy em thấy là thì cái việc phản đối của anh lên trên mạng xã hội này nó rất tác dụng đấy, và nó sợ, cũng cũng làm cho nó có một cái cái truyền gì thông đấy nha. nó liệt Đúng rồi, anh vào hơn cả an ninh công an đấy, nó không tự nói về an ninh nhiên công mình an mà sập không nói luôn. về Ờ, coi đang như là lực live với lượng vũ trang. bà, đang Vâng, live với cái bác Nguyễn Thanh xong thế là nằm tập phát có gì xuống. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, Coi như mình bác Nguyễn vào Thanh phải Facebook là bảo là trắng trắng tôi tiếc xóa là luôn. Đúng bác Nguyễn Thanh bảo tiếc là ngày trưa tao giải phóng tông giết hết chúng mày vì mà không mang tiếng thế không? Ừ. Nó thì khổ vậy, nó đợi. thế nên Nói chung đến là là bây giờ nói nó vậy mới việt. thôi. Nó là cái người Việt Nam mình có cái tính chất nhân đạo hiểu không? Cho nên là trước kia ví dụ ông là kẻ thù nhưng mà rồi là khi đất nước Việt Nam mình hoàn toàn thống nhất giải phóng rồi thì coi người ta cũng như người dân thôi, đúng không? Lấy chính nghĩa thắng hung tàn, À. lấy trí nhân thay cường bạo. Đó là cái lời của coi như Nguyễn Trãi từ ngày xưa giờ rồi, Nguyễn cho nên mình Trãi bây giờ hiện nay dùng đúng đại rồi, nghĩa là mình thắng áp hung tàn dụng, lấy trí nhân thay cường bạo. đúng không? Mình áp dụng cái đó vào cái cuộc sống ngay bây giờ. Bây giờ nói với bạn chú anh nhé, ví dụ như vấn đề Thiên Chúa giáo chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như thì bây giờ nhà nước mình Đảng Cộng sản mình hiện nay cũng đang dùng cái chính sách đó đối với những người người Thiên Chúa giáo, tức là mình lấy những cái mà tức là lấy chính nghĩa thắng hung tàn, lấy chính nhân thay cường bạo, tức là mình làm những điều tốt. Đấy, tất cả điều tốt thôi thì những cái người Thiên Chúa giáo sẽ nhận ra những cái vai trò của cái chế độ này do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Sau đó từ từ người ta có người ta cái học thức người ta nâng lên, sau đó người ta hiểu ra những cái mà ví dụ Đảng nhà nước đã làm cho họ, đúng không? Đấy. Cho Thì nên bây giờ là ví anh dụ thấy cái đường Nguyễn về Huệ ấy, cái đường Nguyễn Huệ hoặc là cái chỗ rồi khỏi nhà đây thờ Đức chạy đi. Bà thì to nhất ở đấy vẫn còn ở đấy anh, lịch sử của Thiên Chúa giáo vẫn còn ở đấy, dân tộc này Đúng vẫn còn rồi. tôn trọng đấy, không phải là không tôn trọng đâu, nếu như không tôn trọng người ta dẹp đi phá hết đi, xây dựng khu vui chơi giải trí, người ta vẫn đấy là một Trời di tích lịch sử và vẫn hoạt động trời tôn giáo ơi, bình thường ngay ngay quận 1 giữa lòng Sài Gòn. đúng rồi, tôi nói với đấy, cái hôm ấy mình gặp Trung Anh ở Nam Định đúng không, Trung Anh xuống ở huyện Nghĩa Hưng đúng không, thì Trung Anh Vâng. thì thấy ở cái vùng quê ở Vâng. huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Trung Anh thấy là cái nhà thờ nó to nó đẹp không? Vâng, Đấy, đúng rồi. thành cũng bây giờ hiện nay nhé, mình nói là ví dụ mình quê ở Hải Hậu tỉnh Nam Định, mỗi xã nhá một cái nhà thờ to như nhà thờ Đức Bà đấy, Vâng. tức là nó to như thế mà khuôn viên của nó rộng hơn nhà thờ Vâng. nhà thờ Đúng Đức rồi. Bà, mà ngoài ra còn có cái những cái kiểu Đúng nhà rồi. thờ của họ nữa đấy. Thành công như bây giờ những nhà vấn đề nhà thờ các thứ ở cái vùng quê ví dụ ở Nam Định, đặc biệt là cái tỷ lệ nhé, người theo đạo Thiên Chúa giáo và những người không không theo đạo Thiên Chúa giáo tỷ lệ là cao nhất nước, 50-50 đấy. Cho nên là mình sống ở giữa Đúng rồi, vùng đúng Thiên Chúa giáo mình hiểu hết mà. rồi.
Cho nên là cái việc mà về đạo giáo thì em không 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 nói nhiều, nhưng mà em thấy là về cái tín ngưỡng hiện tại bây giờ là của mình nên mở cửa. Anh thích theo tín ngưỡng nào, anh đạo Phật, đạo giáo Đúng cũng rồi. như anh được thoải mái. Thậm chí là Đúng. mình hiện tại bây giờ chẳng hạn như là được UNESCO công nhận là coi như là gọi là lên đồng ấy, là Đúng. chỗ là cũng là một cái văn hóa phi vật thể. Đúng. Đấy, các chùa trên hoạt động coi như rất là thoải mái, người ta Đúng. đi lại coi như không có ai ngăn cấm cả. Anh thờ 36 cúng giá đồng đúng không? Mình tổ rất tiên hay thích thờ nghe, cúng như là Chúa. đúng Và rồi. Mình rất thích nghe kiểu hầu đấy đấy đồng, đấy là đấy 36 giá đồng ấy, đúng được UNESCO công nhận đấy. không? Và đúng rồi, đấy là văn hóa phi phi vật thể của mình đấy anh. Thế cho nên em thấy là bây giờ là rất là thoải mái về cái tín ngưỡng tôn giáo. Anh muốn anh họ nhà anh muốn có tiền anh xây cái nhà thờ họ, anh mua đất để Đúng xây rồi. nhà thờ họ cũng được, không ai người ta ngăn To cấm vật cả, cũng được, không ai người ta bảo không là ai cái chỗ ngăn này cấm. không được xây nhà thờ họ. Đúng rồi, xây to nhỏ là cái việc của anh. Anh muốn làm này, có nào anh làm nào, thoải mái, tín ngưỡng thoải mái đầy đủ, mà bà con đi lại cũng chẳng ai có ngăn cấm gì cả. Ok. Thế còn đâu em thấy là các bạn ấy cứ lo lắng mà vấn đề chiến tranh xảy ra ở Việt Nam thì mình chỉ có thể chiến tranh với các quốc gia khác thôi, chứ mình không thể xảy ra chiến tranh với Ba Que được. Ba Que nó phải là quốc gia, nó không là một thể chế, một tổ chức nào đâu mà coi như là có thể gây chiến ở tại Việt Nam được, mà nó chỉ gây rối để kiếm tiền thôi, gọi là những con cần kèn sống trên xác chết thôi, làm được gì đâu anh. Bà con mình thì chỉ qua một hai lần là bà con mình thấy chán ngay, kêu gọi coi em thấy mùng 4 tháng 9 nhảy một thức đêm thức hôm cùng anh em xem Đấy. xét mà Đấy. đấy anh chẳng thấy gì Mười cả, vẫn hai như mười vậy một à? Vẫn cứ mười là một mông cổ rưỡi đúng không, bây giờ phải nghiện rồi đấy. cái thằng trung mập này nó mở cửa nó chạy ra đây mà có vẻ nó mẹ mong mọi người thương nó quá, mẹ nhà cần mẹ giỏi vi tính thì anh mới nhờ tí mà có vẻ khóc quá. Thế Nó đang khóc ạ. không có tệ nữa này, mà không có tệ nữa này là chúng nó lên mạng này, thậm chí là những khi mình phản biện, ok mình tôn trọng họ phản biện đúng không anh, nếu họ phản biện đúng thì mình tôn trọng, nhưng mà phản biện theo kiểu mang bom xăng mới mang lật đổ chính quyền của một đất nước thì không bao giờ ai đồng ý cả, anh thấy không? Như chẳng hạn như thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó bắt hơn 20.000 quân, hơn khoảng 25.000 các coi như là công chức quan sĩ quan cho đi tù. Đấy. Nó Mà trên còn đấy 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 là tư bản đấy, còn diệt cái tận đợt gốc nữa. đợt đợt, đợt Ừ. biểu cái đợt đảo chính vừa rồi. Đó. Đã xong đảo chính Đấy, anh bọn bảo là kia nó mà nó bắt đến đúng 25.000 nó diệt cho đi ăn cơm tù hết, nó coi như là thậm không? chí nó nhiều thằng nó xử bắn, thì anh thấy là nó dã man hơn mình nhiều đúng không? Còn người Việt mình thì là việc người Á Đông ấy, thì em thấy là rất là như anh nói là lấy đại nghĩa để thắng công tàn, lấy chiến nhân để thay cường bạo, thì cái đấy nó xảy ra Đúng. từ thời cha ông mình rồi. Thời cha ông mình ngày Đúng. xưa đánh thắng Trung Quốc, kể cả như Quang Trung đánh Trung Quốc, anh thắng Trung Quốc xong ấy nó chạy về, cái quân Thanh nó chạy về nước ấy, xuống đến là lại mình để mang quà sang Hòa Hiếu với họ ngay, thế và họ đồng ý ok trả gả con gái Đúng cho Quang Trung mà, rồi. phải không anh? Từ trước nay là bao giờ cũng vậy, mình đánh nó họ chịu đuổi giặc ra khỏi bờ cõi rồi, sau đấy mình lại hòa hiếu với họ, tại vì họ hàng xóm mình từ muôn Đúng. đời nay như vậy rồi, mặc dù mình vẫn biết là họ sẵn luôn luôn muốn thôn tính mình, đúng không anh? Nên là Đúng rồi. em thấy Cho là nên là mà, nuôi cái bây nỗi giờ hận cũng thù thế, giữa người Việt cho với người nên là Trung Quốc. mình ở tất cả các nước ở trên thế giới Đó. thế, bây giờ ví dụ như ngày xưa cái đất Pháp xâm lược Việt Nam chẳng hạn đúng không, Nhật rồi là Mỹ rồi là Campuchia Trung Quốc, nhưng mà khi mà ví dụ như chiến tranh qua rồi thì mình nói chung lấy cái hòa hiếu là cái cốt lõi, chứ bây giờ đâu nhân dân Đúng Việt rồi, Nam đúng coi rồi. cũng quên cái mối thù với Pháp đi đúng không, với Mỹ với Nhật các tất cả các thứ đi, để mà ví dụ như bắt tay với cái nước đấy để mà xây dựng đất nước, để đất nước phát triển đúng không. Cho nên có cái câu như như thế này này, tức là không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi đúng không. Cho nên này chúng nó ngu si dần độn, bọn chúng cộng cực đoan ngu si dần độn cái là chúng nó cứ kích động vào cái sự hận thù của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc ngày xưa đúng không. Chúng nó bảo là Trung Quốc ngày xưa 1.000 năm nô hộ Việt Nam, rồi là cuối cùng chiến tranh biên giới, tức là nó tạo cái sự hận thù giữa hai dân tộc, giữa hai đất nước để mà quan hệ hai nước nó xấu đi đúng không. Cho nên là cái giao thương về kinh tế giữa Trung Quốc Việt Nam thì nó kém đấy, thì nó sẽ giảm đi, thế thành cũng là đất nước Việt Nam có rối bời đấy, kinh tế kém phát triển thì chúng nó càng bên kia chúng nó vỗ tay, chúng nó sung sướng thôi. Đó là cái âm mưu của chúng nó, cho nên mình phải vạch ra những âm mưu đó để cho bà con mình hiểu. Thế còn đâu vừa rồi em vào cái diễn đàn Hà Bi em thấy một cậu ở nước ngoài, cậu hỏi thế Việt Nam có phải, bạn hãy nói thế nào là một đất nước phát triển, thì Rồi.
Hà Bi thì cũng lúng túng, nhưng mà em thấy như là có nghĩa là Việt Nam mình thời kỳ chiến tranh là một nước mình mới thoát khỏi một nước coi như là dạng thuộc diện đói nghèo ấy. Mà bây giờ ODA giờ nó cắt vốn viện trợ, nó không dùng viện trợ cho mình nữa, tại vì mình thoát khỏi đói nghèo rồi đấy, mới thoát khỏi đói nghèo mà đang bước lên coi như giai đoạn phát triển. Đấy là thế giới nó công nhận, nó đo lường bằng con số. Trước kia ODA phát triển Mình rồi thì Việt chị Nam đúng bây giờ rồi, cũng vì có là thể thực tế ra là làm ăn. cứ đúng rồi, cứ mỗi diễn đàn thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ như bây giờ nhé, bây giờ ví dụ có một thằng ba que nào hỏi mình chẳng hạn, mình vặt đầu chết ngay. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cái Hà My thì nó nói chung là cái ví dụ người ta không nắm được những con số, người ta chỉ biết là cảm nhận thôi, đúng không? Cảm nhận là cái đất nước ngày xưa nó không có đường nọ kia, bây giờ đã làm đường to với Đúng lại rồi, nhà cao tầng thay các thứ đổi. nhiều, đấy là À, cái đúng cảm rồi nhận của người dân thì bảo là đất nước phát triển. Nhưng mình sẽ chứng minh đúng cho rồi chúng đúng nó rồi được bằng bằng đúng rồi các con số phát triển của đất nước Việt Nam đúng rồi qua cái sự các con số đó, qua cái ngân hàng ADB tức là ngân hàng phát triển châu Á, hoặc ngân hàng Westbank, ngân hàng thế giới, đúng không? Thì vậy chúng nó phải câm mồm ngay, dạ nó có số mà đo đúng lường rồi, được có mà. số. Với nữa là cái Việt Nam thì em nói này, lịch sử đã chứng minh rồi, có thể là chế độ này thay đổi, chế độ khác thay đổi, nhưng dân tộc Việt Nam thì nó trường tồn, không giờ mất được anh oanh. Thế nên bây giờ nếu như nó muốn đặt đổi cộng sản thì chính cộng sản, có thể là người dân trong nước, có thể là cộng sản họ không đáp ứng được yêu cầu mong mỏi của nhân dân, thì chính người dân người ta đứng lên, hoặc chính đảng là phải thay đổi, thì đảng mới đã thay đổi thôi. Thay đổi một nước xã hội chủ nghĩa Đúng là đúng bao thời rồi. kỳ bao cấp tem phiếu anh ạ, bây giờ đến ba thành phần kinh tế, bây giờ đến năm thành phần và nhiều thành phần, đúng không? Ngày Bây giờ xưa nhiều anh về mà phần đi kinh buôn tế, bán nhé, đúng nó gọi là con buôn, không? nhưng bây giờ là anh đi Ví buôn bán dụ nhé, nó gọi là doanh nhân doanh đấy, có nhân ngày hội đấy, doanh nhân. trân Ừ, trọng. doanh nhân ngày xưa nó gọi là con buôn. Ừ, ngày xưa Rồi. nó gọi là con buôn đấy ạ, ngày xưa đi Đúng buôn rồi. bán nó gọi là con buôn, nhưng bây giờ đi buôn bán xây dựng đất nước, mang lại việc làm cho mọi người, gọi là doanh nhân. Thế thì em thấy là như là các tập đoàn lớn ở Việt Nam thì toàn người Việt Nam mà thôi, toàn người Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng rồi là ông Sun Group rồi là ông Quyết SLC, tất cả những tập đoàn lớn mới nổi Rồi. tiếng trên thế giới rồi, thì cũng là đều người Việt cả. Người Nhật người ta vậy, người ta dựa vào Mỹ hoặc là người ta phải thất trận, nhưng người ta cũng là những cái doanh nghiệp của nước Nhật, người ta đứng lên như Honda, như Toyota hoặc như Đúng Yamaha, tất rồi. cả những đều doanh nghiệp của người Nhật, tự chủ. Người thằng Mỹ bây giờ thế thôi, nó một nước Mỹ là trên hết, nó quay về nó phục vụ Đúng. nước Mỹ của nó. Đúng. Nó hiểu rằng là nếu như bây giờ nước Mỹ từ thời kỳ ông Barack Obama rời khỏi Nhà Trắng, lúc đến Nhà Trắng là 1.000 tỷ, bây giờ rời khỏi Nhà Trắng nó để một cái món lợi chính phủ là đến gần 2.000 tỷ, gấp đôi. Thế bây giờ thì chốt lại nó cứ như vậy, thâm hụt kinh tế nó cứ mỗi một năm mới thường Trung Quốc 500 tỷ đô thôi, thì anh bảo là vài năm nữa thì lúc đấy là chính phủ của Mỹ là nó sẽ vỡ lở, thì chính điều đấy là Vâng. châm nó bắt buộc nó phải thay đổi ông Thì anh. Và đấy vừa chứ, rồi anh thấy nó rút đúng khỏi đúng hai cái hiệp thương của quốc tế, là một là khí hậu, hai là nhân quyền. rồi. Đây, Thậm chí hai bây giờ cái nó nói với thằng Nhật TPP với thằng các nước châu Âu là gì, mày muốn tao bảo vệ mày mày phải trả tiền tao, trả tiền tao, đúng đúng. anh? Đấy, tham gia Đúng rồi, NATO tất cả trả các tiền tao thứ, là bảo vệ mày, kể cả Liên Hợp Quốc đó, người ta coi như là ngày xưa đúng rồi. cái ngân sách của Mỹ đóng góp cho Liên Hợp Quốc rất nhiều, nhưng bây giờ người ta phải cũng rút ra bớt. Đấy là cái quyền lợi quốc gia của người ta, đúng không? Quyền lợi quốc gia của người ta trên hết. Bây giờ trong cái tình hình thế giới này, thực tế ra nó cũng yên ổn thôi, đúng không? Cho nên là nó cũng không phải đóng góp quá nhiều vào cái chuyện mà kiểu bao đồng về cái vấn đề quốc tế nữa. Kinh tế người ta mạnh thì về cái vấn đề coi như là gọi là bá chủ thế giới thì nước Mỹ nó vẫn là bá chủ. Đấy. Thế còn đâu nói về ba que thì anh biết là sau năm 75 các ông thất trận đi, ông ấy là một là đu càng được một số tờ đu càng, một số thì không đu càng được thì là coi như vượt biển vượt biên rồi cũng Vượt sang được, biên, coi như đúng. là chết sông chết chết biển, làm mồi cho cá rất là nhiều. Thế cùng nó lại bảo là tại cộng sản nó tự ra đi. Thế còn bây giờ bao nhiêu người Việt Nam cộng hòa họ ở Việt Nam họ vẫn sống bình thường, họ vẫn làm kinh tế được, tại sao họ Đấy, vẫn bây sống giờ được này Quỳnh Trần nhá, bây giờ để sau sang bên Quỳnh kia? Trần lên trên diễn đàn này che mặt thì cũng được, rồi hỏi về vấn đề cái gì kinh tế của Việt Nam tôi trả lời cho bằng những con số của ngân hàng ADB và ngân hàng Westbank, chứ ngồi ở dưới kia bảo Việt Nam thua Campuchia thì trả lời nó hơi khó. Lên trên diễn đàn đi. Vấn đề là bạn đã sang Campuchia và sang Lào chưa?
trên 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 những thực tế thì nói được, ví như anh Bằng, anh nói được là anh phải có thông tin của những người nước ngoài sống với các Đúng. bạn luôn. Anh nói đâu phải là nói nó chơi của Nói là chơi Mỹ, bây giờ các bời bạn sang Mỹ rồi các bạn cũng không làm được những nhà quan chức nhà nước, không làm được những quan chức của nhà nước, không làm được những doanh nhân của nước Mỹ, mà phần lớn các bạn là một là alpha male, bây giờ nhá. hai Tôi là xin bông rét, lỗi như này. và ba là theo cái thành Nói phần là chả coi như là không có việc gì làm, dỗi dại Trung Anh, đi quấy phá rồi lấy kiếm tiền, Trung và Anh gọi này, là để đến rồi. đến nó có đèn ấy. Nó đi thuế đầu tù các kinh doanh rồi là ép dân theo ý của nó rồi. Bây giờ trả lời Trung Nguyễn như này, hỏi lịch sự cho trả lời. Thế tôi hỏi hai vị Biển Đông dân đi đánh cá bị Trung Quốc cấm thì sao hải bạn? Hiện nay nhá, những ngư dân ở miền Trung vẫn cứ đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa nhá. Đấy chứ không gây cả bọn Trung Quốc nó có cấm mình vẫn cứ đánh. Thỉnh thoảng ví dụ nó có tập trận nọ kia tất cả thứ thì nó cấm cả trong một cái thời gian nào. Ngư dân vẫn cứ ra ngư trường ấy đánh thôi. Rồi bị giết mạng rồi. Cứ ngồi bên kia ấy. Rồi thì mời Lê Văn Toản. Rồi đang đang mời Lê Văn Toản.